quý vị, ngày 29 tháng 3 năm 2023, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết, vừa ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền thuê mặt bằng bãi giữ xe bên trái cầu thang đi xuống chợ Đà Lạt, giáp ranh với hai đường khu Hòa Bình và Phan Bội Châu tại phường 1 thuộc thành phố Đà Lạt, đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt phê duyệt kết quả đấu giá trước đó vào ngày 7 tháng 2 năm 2023. Như báo Thanh Niên đã thông tin, trước đó, khi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt công khai kết quả đấu giá bãi giữ xe này cùng với 10 bãi khác tại phường 1 và phường 10 đã khiến dư luận cảm thấy choáng vì giá trúng thầu cao hơn rất nhiều lần so với giá khởi điểm. Bãi giữ xe gắn máy có diện tích chỉ 62m² và có giá khởi điểm cũng chỉ 180 triệu đồng trong 5 năm, nhưng được ông Đặng Thành Vũ, ngụ phường 3, thành phố Đà Lạt, đấu giá trúng với giá lên cao đến 2,3 tỷ đồng trong 5 năm, cao gấp khoảng 12,78 lần so với giá khởi điểm. Lý do hủy kết quả trúng đấu giá là sau khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá quyền thuê mặt bằng làm bãi giữ xe có đơn không đủ khả năng thực hiện, không đồng ý ký hợp đồng thuê mặt bằng đã trúng đấu giá với Ủy ban Nhân dân phường 1 và không nộp tiền trúng đấu giá. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã giao Ủy ban Nhân dân phường 1 phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoàn tất các hồ sơ, thủ tục hủy kết quả đấu giá đối với bãi giữ xe theo đúng quy định và tiếp tục thực hiện các quy trình đấu giá cho thuê mặt bằng, đồng thời quản lý, khai thác bãi giữ xe trong thời gian chờ đấu giá lại lần 2. Trước đó, cùng với lý do tương tự, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng đã ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền thuê mặt bằng bãi giữ xe trước khu triển lãm sau khu Hòa Bình tại phường 1. Bãi giữ xe này có diện tích 309m² và có giá khởi điểm chỉ 594 triệu đồng trong 5 năm, nhưng được bà Đinh Thị Bích Thảo, ngụ phường 1, đấu giá trúng lên đến 6,85 tỷ đồng trong 5 năm, cao gấp 11,5 lần giá khởi điểm. Những thông tin mới nhất sẽ được báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.